Reset bảo hành chỉ 500k là chính sách cực kỳ có lợi cho khách hàng. Nếu em mà nói deal ấy thì đã không có chuyện anh khách mang cùng một lúc hai con máy sang để reset lại bảo hành. Cả hai con đều là 12 Pro, một con là màu xanh và một con là màu trắng. Con màu xanh thì mua vào tháng 11 và con màu trắng thì mua vào tháng 12. Và vì anh ấy cũng hơi xa nên tiện thì anh mang luôn cả hai con lên để reset bảo hành cùng một lúc luôn. Thì cả hai con máy này thì hình thức đều rất là đẹp mặc dù là đã dùng gần một năm rồi. Dùng máy cái dán payback như này ngon lành, máy chả có. Đây, nhìn con xanh này thì nét luôn, vừa bóc luôn. Vừa bóc lại thấy nét luôn rồi. Con xanh cái bóc là mới đét lên nha. Dạ, anh chị dán hết. Trắng, nhưng mà trắng này vừa bóc cái bếp mà, sợ cái gì? Dạ. Bảo sức sâu thì mới ảnh hưởng, nhưng màu trắng thì không sợ. Con trắng này hôm sau dán đi bếp mình kỹ hơn. Sau khi đã kiểm tra hình thức của hai con đều ok hết thì bên em sẽ mở ra để kiểm tra bên trong. Bên trong thì vẫn nguyên tem của Hoàng Kiên và không có dấu hiệu gì bất thường cả. Anh em cứ dùng gìn giữ như này nhá, thì lên đời cực kỳ đơn giản, nhanh chóng và hoàn toàn không bị mất thêm phí hình thức gì nhá. Và reset bảo hành ý, thì sẽ đổi sang một con máy khác và cùng màu cùng dung lượng. Tuy nhiên ý, thì cả hai anh chị đều muốn đổi sang con màu vàng để thay đổi phong thủy. Thì cái màu vàng ý, nó sẽ cao hơn màu xanh 100k và cao hơn màu trắng là 200k. Và chỉ cần các thêm chênh lệch cộng với phí reset bảo hành 500k mà thôi. Cái con 12 Pro này thì cực kỳ giữ giá, như con trắng này nhá, một năm trước anh ấy mua 12,7 triệu mà giờ vẫn 12,4 triệu. Và em thu vào 100% giá bán lẻ nên bây giờ reset bảo hành thì gần như là không lỗ đồng nào các bác ạ. Và dòng 12 Pro ấy, tính tại thời điểm này thì cũng sản xuất khá là lâu rồi nên hiện tại hai con mới pin đều dưới 80% và em sẽ thay pin miễn phí luôn nhá. Thay pin thì không ảnh hưởng gì đến chức năng của máy cũng như chế độ bảo hành hay lên đời. Nó là quyền lợi của anh em được hưởng và sử dụng trong vòng 1 năm, nếu xuống 80% thì lại được tiếp tục thay miễn phí tiếp. Đúng là của bền tại người, nhưng mà các bác cứ dán cường lực này, ốp đầy đủ, thêm cái tấm PPF vào nữa thì dùng máy sẽ yên tâm hơn rất là nhiều. Cảm ơn anh chị đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Hoàng Kiên. Bác nào cần reset bảo hành hay lên đời máy gì thì cứ comment ở phía dưới để em tư vấn chi tiết cho nha.